để cứu độ chúng sinh, cứ nói khơi khơi vậy thế được, cái đó là nói nhưng mà sau nó phải hành, cho nên cái đó gọi là bồ đề tâm hành. Nên có hai cái bồ đề tâm, có nguyện và hành. Thì nguyện đó, thì mình phải, cái đó là một cái giai đoạn đầu mình phải build up nó lên đó, làm cho cái tâm bồ đề mình nó mạnh. Nhưng khi mạnh rồi đó, mình mới dấn thân vào con đường của Bồ Tát, thì cái đó gọi là bồ đề tâm hành. Khi mà hành hành Bồ Tát nó phải trải qua những cái tiến trình như vậy, chứ không phải mình vô chùa cái mình thọ Bồ Tát giới cái mình đang nói hey, tôi là Bồ Tát rồi nha. Bồ Tát thì trong giới đó thì Bồ Tát phải đi trước, cho nên mình vô chùa mình thấy ai là Bồ Tát mình lấn thần thần đi trước. Mình không biết mình thọ Bồ Tát hay không thì sau này từ bên đã xuống mới quý thầy mới cho mặc cái áo đó, có biết không, nên là thọ với Bồ Tát đó thì được theo kiểu tàu, mặc áo hậu đen để đắp y nâu đó, thì nhìn vô ô mấy người này thọ Bồ Tát giới, nhưng mình không có thọ Bồ Tát giới thì mình phải lùi ra làm sao cho người ta. Thì tâm bồ đề sẽ không tăng tiến nếu không lập nguyện tuần tự thọ giới. Nên ai mong cầu tăng trưởng cái nguyện bồ đề thì hãy thiết tha lập thể thọ giới. Rồi bây giờ ngài bắt đầu dẫn chúng ta đi vô việc thọ giới. Bắt đầu ngày đó chúng ta phải quy tâm bảo, xong rồi phát tâm bồ đề. Phát tâm bồ đề xong rồi bây giờ phát tâm bồ đề sang thọ giới. Thì đây ngài nói thẳng đây cho người hạng cao nha, chứ Phật tử thường thường thì dẫn đi thọ giới gì, ngũ giới thôi đủ rồi. Nhưng ở đây trong này thì sẽ nói về Bồ Tát giới. Giờ đây là bài kệ thứ 20. Chỉ người nào đã lập thể lâu bền, giữ một trong bảy hạng biệt giải thoát mới đủ tư cách thọ nhận Bồ Tát giới, ngoài ra không có cách nào khác. Đó. Thì đây ngài bắt đầu nói chúng ta, người nào muốn dấn thân trên con đường Bồ Tát đạo, tức là khi mà mình muốn thành Phật để cứu độ chúng sinh đó, thì mình phải bước trên con đường. Con đường đó gọi là con đường Bồ Tát đạo. Bồ Tát đạo là gì? Tức là làm tất cả các hạnh vì chúng sinh, và làm cái hạnh đó để chi? Để thành Phật. Muốn thành Phật phải đi trên Bồ Tát đạo, mà muốn thành Bồ Tát đạo phải độ chúng sinh. Nên độ chúng sinh chi vậy? Người mà hỏi câu đó tại sao hỏi câu ngớ ngẩn? Có nhiều người chúng ta không hiểu tại sao thọ Bồ Tát giới. Độ chúng sinh tại sao? Tại đầu tiên hết là thấy chúng sinh quá đau khổ, cho nên tôi mới khởi cái tâm tu hành như vậy để mà đi cứu độ chúng sinh. Quý vị nhớ là Đức Phật Thích Ca tại sao ngài bỏ đi tu để chi vậy? Tu để về để mà lấy le với Yajurana, lấy le với đệ Vô Tịnh Phạm. Ngài đi tu vì gì? Vì nhìn thấy đi ra ba cửa thành, thấy người bệnh, người già, người chết, thấy chúng sinh thì chết sơ sơ, thấy chúng sinh đau khổ như vậy, khởi cái tâm muốn tìm cách nào để làm cho tất cả chúng sinh thoát khỏi ba cái cảnh khổ đó. Cho những người mà thọ Bồ Tát giới hay là những người hỏi tại sao phải cứu độ chúng sinh chứ, mà kệ chúng sinh cho nó chết luôn, it's not my business, I don't care, như vậy. Cho nên khi mà những người nào muốn dấn thân cho con đường Bồ Tát đạo, tại sao? Tại vì đầu tiên hết là họ vì khởi cái tâm từ bi, thì quán chiếu cái đau khổ của chúng sinh tới cái mức nào đó đó, nó đủ cái mức rồi nó mới tăng lên một bậc, là mới nhất quyết tu hành để thành Phật của độ chúng sinh. Nếu quý vị thấy như vậy, các vị đại sư lớn ngày xưa của Ấn Độ đó, họ không có tu cái gì nhiều như chúng ta. Chúng ta có biết chúng ta tu cao lắm, chúng ta học kinh, những kinh lớn không ạ? Kinh Pháp Hoa, là kinh Hoa Nghiêm, là kinh Kim Cang, là toàn những kinh lớn, kinh đại thừa lớn mà. Nhưng mà không có nền tảng. Học thì là kinh lớn mai đụng cho mình là huấn luyện. Tôi học vậy mà nói là học ngu à, học dở hả? Ghê. Còn các vị tổ sư dạy xưa đó, họ không biết mấy kinh này. Quý vị thấy Tây Tạng ghê vậy, chứ thật ra quý vị hỏi kinh các kinh lớn Hoa, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, họ không biết đâu. Họ học toàn những cái đồ mà nó rất là đơn giản như vừa rồi thôi. Rồi, bây giờ phải thọ giới thì ngài nói là phải giữ những người mà muốn
Nhật Bồ Tát giới là phải ít nhất phải giữ một trong bảy cái việc giải thoát, tức là bảy loại giới. Bảy loại giới là gì? Giới tức là thất chúng, để nói thất chúng tức là cư sĩ nam, u bà di, u bà tắc, sa di, sa di ni, thức xoa, thì kheo đi. Đó là bảy cái loại giới. Thì Đức Như Lai đã dạy trong bảy hạng giới biệt giải thoát. Biệt giải thoát tức là bảy cái loại này đang đặt tu để chi? Để giải thoát cho cá nhân mình thôi, cho nên gọi là biệt giải thoát. Thì trước khi đi vào Bồ Tát giới thì mình phải đi qua thanh văn giới chưa? Phải quy y, phải giữ giới căn bản trước rồi mới đi sang Bồ Tát giới. Rồi tiến trình như vậy mới đủ tư cách thọ nhập Bồ Tát giới, nếu không thì không được. Đức Như Lai dạy là trong bảy cái hạng giới việc giải thoát này thì sự sống trong sạch là thủ thắng nhất, tức là thọ giới tỳ kheo. Giữ giới tỳ kheo là giới cao nhất. Theo nghi thức được nói trong kinh, chưa nói về giới của Bồ Tát Địa. Người ta thọ giới từ một bậc minh sư có những đức tính thích hợp. Tức là khi mà mình đi thọ giới đó, thì mình phải lựa thầy tới xem trong thầy đó, coi là nếu như mình ở ngoài đời đó là phải nhóm gì, nhóm chân, nhóm cẳng. Còn thầy này tu hành sao, có đàng hoàng không, có trang nghiêm không, có đức độ không, có từ bi không. Mình vô là lôi thôi là thầy sân lên thầy ký đầu những cái. Giờ ngài mới nói thọ giới thường bậc minh sư thì cần những đức tính thích hợp. Thì người đó là gì? Người đó là người am hiểu nghi thức thọ giới. Chưa hết, người đó phải am hiểu về giới bậc trước. Rồi kế tiếp là bản thân sống đúng theo giới đã thọ, lại có đức nhẫn nhục từ bi để truyền trao giới pháp. Đó. Hiểu nghi thức, rồi sống đúng theo cái giới đó, và có đức nhẫn nhục từ bi. Quý vị có thích mấy người tu nhẫn nhục từ bi không? Có không? Quý vị biết là quý vị ăn gian quá. Tại vì biết tại sao không? Vì vào chùa đó, quý vị xài xẻ tăng ni được, nói thế này nói kia mà không được cái mình sân lên thì nói tôi chưa tu, tôi nói tôi sân được, còn thầy cô không được sân. Quý vị có gặp thầy cô nào còn sân không? Có không? Tôi sẽ về ghép với thầy. Quý vị gặp mấy thầy cô còn sân, quý vị thấy sao, tính sao? Sân qua sân lại, sân qua sân lại mới tội lòng nhau. Quý vị phải thông cảm, như tôi nói nãy đó, mình sân được sao thầy cô không sân được? Tại sao mà thầy cô chưa là A-la-hán mà? Ta chưa A-la-hán mà tu, người ta đang trên đường tu. Người ta hãy còn trên đường tu, tức là trên đường tu là gì? Là đang sửa. Đang sửa. Nhưng mà có cái điều quan trọng, một người tu là sân thì vẫn còn được. Nhưng sau đó là phải sám hối, phải biết ăn năn hối lỗi, là trời ơi, nãy tôi bậy quá, xin lỗi cô nha, hồi nãy thầy mất trách nhiệm, thầy Lusiku, hồi nãy thầy out body, ví dụ vậy, thì cái đó thì được. Mà quý vị cũng vậy nha, sân xong phải tới xin lỗi thầy, phải sám hối, phải vô sẽ sám lỗi Phật. Cái quan trọng ở đây là quý vị lỡ sân với ai đó, thì phải xin lỗi sám hối với người đó, chứ đừng có đi sám hối với Phật. Quý vị hiểu không? Quý vị gây lộn với người ta xong rồi quý vị vô cái sám hối Phật không à? Phật đâu có nghe cái chuyện đó. Quý vị mà chửi ai đó phải tới xin lỗi người đó. Nói ai nặng một lời nào thì tới xin lỗi người đó, đó là sám hối. Chữ sám hối tức là ăn năn, nhận ra cái lỗi của mình và từ bỏ, từ nay về sau không tới làm việc đó.
thì phải tới cái người đó mình nói thẳng xin lỗi. Còn mình làm gì, mình làm cái gì ai đó rồi cái mình vô chùa mình lặng lẽ lại Phật không ai biết hết. Thì cái người kia người ta có tha cho mình không? Nó có tha cho mình. Phật thì luôn luôn Phật tha rồi, mình biết Phật tha mình lúc nào cũng tới lại Phật thôi. Mình phải tới mình nói người kia, chỉ nói đơn giản thôi, I'm sorry, tôi xin lỗi, tôi bậy quá, tôi nói gì thôi. Chỉ nói một câu vậy thôi thì quý vị làm gì không? Giải tỏa cái nghiệp ân oán ngay lập tức. Còn lại Phật u đầu, cái nghiệp ân oán nó không có giải tỏa, có vậy thôi. Rồi, giờ nếu tìm, Ngài nói tiếp, nếu tìm mà không gặp một bậc thầy nào như thế đó, thì sau đây là nghi thức khác để thọ giới cho chúng ta. Thế đây Ngài nói thọ giới gì? Thọ giới Bồ Tát quý vị. Nhớ nhỉ, thọ giới Bồ Tát cho phép nếu mình ở một cái nơi nào đó ở biên địa, tức là mình ở cái nơi mà chung quanh không có chùa, mà muốn đi một cái chùa nào nó phải đi 100 mai mới tới đó. Thì mình có quyền thọ giới Bồ Tát, không cần phải đối trước cái vị tăng gì đó. Thì đây Ngài nói nếu mà tìm mà không gặp một bậc thầy nào như thế thì sau đây là nghi thức khác để thọ giới. Đời quá khứ khi làm vương tử, Đức Văn Thù đã phát tâm Bồ Đề, như được nói trong kinh Trang Hoàng cõi Phật Văn Thù. Tôi sẽ ghi rõ lại như sau. Trước chư Phật Thế Tôn, con xin phát tâm vô thượng Bồ Đề, con mời tất cả chúng sinh lại, nguyện cứu họ thoát vòng sinh tử. Đó. Tức là quý vị ở đây, quý vị đối trước cái bàn thờ Phật, quý vị phát cái tâm, phát cái nguyện như vậy. Khởi từ giờ phút này trở đi, cho đến khi đạt vô thượng Bồ Đề, con sẽ không để cho giận dữ, ác ý, tham lam hay ganh tị xâm chiếm tâm con. Và đây là một tràng chân phát nguyện nha. Tôi nhập lại câu đầu tiên là quan trọng nhất rồi. Khởi từ giờ phút này trở đi, cho đến khi chứng vô thượng Bồ Đề, con sẽ không để cho giận dữ, giận dữ là sân, ác ý, tham lam, ganh tị xâm chiếm tâm con. Rồi, giờ cái này phần này quan trọng cho tôi ngưng lại chút xíu. Câu này đơn giản có vậy thôi. Quý vị thấy thọ của tam giới á, quý vị biết thọ của tam giới nó khi đi vào giới nó có giới tướng. Giới tướng tức là nó listing ra bao nhiêu giới. Như là ngũ giới thì có không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối cũng được. Rồi 10 giới thì sao, 8 giới thì sao, vân. Khi quý vị thọ giới Bồ Tát á, thì cho người xuất gia thì có 10 giới trọng và 48 giới khỉnh, học thuộc lòng những cái đó. Nhưng mà bây giờ đó, ở đây Ngài đâu có dạy dài dòng như vậy được. Bồ Tát là gì đó nhỉ? Bồ Tát là vì cứu độ chúng sinh, và thêm cái Bồ Tát là gì? Từ bi. Cái người Bồ Tát đầu tiên á, cái điều kiện căn bản để mà đeo lon Bồ Tát là gì quý vị? Từ bi thôi. Quý vị gặp Bồ Tát nào mà sân á, quý vị gỡ lon lại, nói đệ, quý vị thọ Bồ Tát nhớ chùa nào vậy? Mà sao sân dữ vậy? Đưa lon lại, gỡ lon xuống. Như đó là mất lon liền, mất lon Bồ Tát. Con sẽ không để cho giận dữ, ác ý, tham lam, ganh tị xâm chiếm, tức là nó nhảy vào đầu mình, nó sai sự của mình. Giờ giận, quý vị ở đây quý vị biết giận là gì, biết sân là gì, ai có biết sân là gì? Ở đây có ai biết sân? Không ai biết sân hết hả? Quý vị tu khá quá. Không ai biết sân hết rồi cũng được rồi. Hai ai sân là gì thì ở đây quý vị biết tham không? Không ai biết tham luôn. Thì quý vị sắp sửa thành A-la-hán rồi, còn cái nữa. Không, trong này không phải si, chỉ có tham, giận sân với lại ganh tị thôi. Tại vì ngày đây, nếu quý vị hết si là thôi khỏi nói chuyện rồi, không còn nói gì nữa. Khi nào quý vị để ý, khi nào mình nổi giận, cái condition, cái hoàn cảnh nào khiến mình nổi giận? Daily life. Bị gì?
Đúng rồi. Đấy, ý rồi, không thích nói gì nữa. Còn gì khác nữa? Như là trái ý chắc đọc sách của thầy. Nghi quá rồi. Đúng vậy, không phải nói thú thật rồi. Đọc sách ý tình thân. Dạ, không ai để ý. Quý vị sống trong cuộc đời, mỗi khi đa số đương nhiên là cái trái ý là cái cause, cái nguyên nhân đầu tiên mà nó vi tế, nhưng mà cái mà nó thô hơn chút xíu. Mỗi khi mình bất lợi, đơn giản thôi, khi quý vị bắt đầu đi vào đây nè, quý vị đang lái xe nè, quý vị thấy một cái parking lot chỗ nó trống nè, quý vị thấy nó trống rồi, quý vị sắp sửa đi vô rồi ha, thì sao? Có một người khác chạy lấn quý vị đến nhà rồi, đậu luôn cái, quý vị có mỉm cười hoan hỉ không? Wow, quý vị nói wow, wonderful, he makes my day. Có vậy không? Quý vị có nổi sân không hay là sân nhẹ nhẹ thôi? Chỉ chửi cho nó vài con nhẹ nhẹ thôi. Rồi, giờ quý vị làm cái gì đó, hay là quý vị đang có một cái affair nào ngon lành, hay là quý vị không cần affair, tôi lấy cái ví dụ đơn giản thôi. Quý vị đi trên đôi vô tiệm vàng, quý vị thấy cái nhẫn đẹp, quý vị thấy giá thì mình mua được. Mình sắp sửa tới, mình nhào tới lắm, mua trúng cái của mình. Rồi quý vị đi mua nhà không vậy? Đấy, có ai đi mua nhà không? Không ai mua nhà hết. Nhà giờ đang xuống giá không chịu mua. Mình nhau chứ không được đặt cọc. Không, cái nhà này có người đặt cọc rồi. Tôi tăng lên 10 ngàn, có người tăng lên 20 rồi. Tức quá. Tức không? Tức chứ. Thì đơn giản là gì? Mỗi khi mình giận là gì? Mất lợi. Mỗi khi mà xong cuộc đời này, mình cái lợi của mình bị mất đó, bị kẻ khác nó phỏng tay trên đó. Là quý vị hoan hỉ không? Nổi sân ngay hả? Dạ. Mất lợi. Hàng ngày mỗi ngày về đó là vợ làm cơm nước đầy đủ hết. Hôm đó mình về không thấy cơm nước nữa. Rồi chết rồi. Rồi bắt đầu bỏ đi đâu rồi? Ngồi chờ bắt đầu mặt như là bắt đầu nó là không cần đánh phấn mà nó cũng hồng hồng lên. Bà đi đâu đấy, tới giờ sẽ chưa có cơm, phải không? Tại sao? Mất lợi. Mỗi ngày tới đúng giờ đó là có cơm cho mình. Tại sao giờ này chưa có cơm? Cứ mỗi khi mà mình mất lợi của mình đó, là nổi sân lên. Cái thô nhất. Còn cái vi tế là khi trái ý mình. Tức là ý mình thấy cái parking lot như là mình đang focus, đang tính nhắm vô đi vô, mà nó nhào, nó chiếm mất rồi. Tức rồi. Trái ý, tại ý tôi là tôi muốn đậu chỗ đó gần nhất. Cho nên muốn quý vị hãy để ý cái giận của mình. Mỗi khi mình giận là tại vì cái nguyên nhân hai cái, thô và tế. Thô là mất lợi của mình, cái tế là bị trái ý. Rồi, việc tham là gì? Tham là sao? Khi nào quý vị tham? Không ai tham hết, cho nên không biết. Tham là mỗi lần tâm á, hồi nãy là trái ý, còn giờ nó là phải ngược lại cái trái ý đó, là ý nó muốn lấy vào. Tham là gì? Chữ tham nó không phải là giật đồ giật của. Tham nó là chỉ cái khởi cái ý đó, muốn thấy cái đồ đó và muốn lấy nó vô cho mình. Đó. Lấy nó vô cho mình. Chứ thường thường ở đây là chúng ta bị dính hết. Ở đây các ai có vợ có chồng không? Có. Tại sao quý vị lấy người này không lấy người kia? Sao lấy ông này không lấy ông kia? Tại vì sao? Tại vì tôi thích cái người đó. Hợp ý, hợp nhãn, hợp gu, hợp gì đó không biết. Và sao nó làm gì? Chiếm lấy mình. Đó. Chính vậy, nhờ vậy quý vị mới có vợ, có chồng. Quý vị phải thank you cái tham. Phải không? Cảm ơn cái tham không? Nhờ tham cho nên bây giờ quý vị mới sống 100 năm chịu đựng. Hay đi 100 năm hạnh phúc thì giờ sống 100 năm chịu đựng cho tới xung lỗ luôn. À, tôi đồng ý hả? À, tham rồi, tham. Tham là cái tham trong cái ý nó tư tưởng đó, cái hành động là lấy vô. Còn
cái thô là lấy vào, còn cái tế là gì quý vị không? Không có nhả ra. Có người nó không có lấy của ai hết, nhưng mà cái gì của tôi đó thì tôi không có nhả ra. Cái là nhà tôi có khoảng chừng 100 đôi giày đó, thì cứ giữ đó. Có nhiều đôi giày đó là 20 năm nay chưa đổi nào tới, cũng giữ đó. Trong tủ áo mình khoảng chừng sơ sơ là 50 bộ thôi. Nó nhiều quá, chắc quý vị không tới vậy, chắc quý vị bao nhiêu, chắc 20 đó, 20 bộ thôi. Thì có ai tới đó, nhà mình là tủ 20 bộ rồi, sắp sửa nó chồng đi mua cái tủ khác để chứa, sửa đoạn chứa thêm 20 bộ khác. Mình nói thôi, chia bớt cho bớt đi mà không bỏ đi không được. Thì cái đó là một cái tham, tham vi tế. Tôi không ăn cắp của ai hết, nhưng mà cái gì của tôi nó thế, giữ hoài không có nhà, giữ không có nhà. Thì giữ ngoài không có nhà cho nên nó gọi là keo. Giữ vô nó không có rứt màu là keo rồi nó hít, rứt không là được. Cho nên quý vị tu muốn trừ lòng tham, nhưng mà tôi đâu có tham đâu, đâu tham đâu, ăn cắp ăn trộm của ai đâu, cũng không có thấy xe gì cũng, nhưng mà cái gì của tôi đó giữ từ 10 năm, 20 năm, 30 năm rồi mà không biết cắp ở đâu nữa. Không có chịu nhả ra, cái đó là tham, mà tham vi tế hơn cái lấy đồ dùng. Rồi cái ganh, ganh là sao? Ở đây có ai ganh? Không ai ganh. Ganh tiếng Anh là jealousy. Ở đây mình đâu ganh đâu, tại mình đẹp quá, hơi đâu ganh ai chứ. Ở đây quý vị có đi sửa sắc đẹp không? Không ai hoài sửa sắc đẹp hết. Quý vị có sửa mũi, cắt mắt, cắt môi, chiếc botox, mang đúng bằng tiền không ai làm gì đó có không? Cô này thật thật quá vậy. Cái tham không phải là tôi không phải làm như vậy đâu quý vị, chỉ trừ khi nào đó, cái tham định nghĩa là gì, chỉ khi nào không muốn kẻ khác hơn mình thôi, hoặc là thấy người khác có cái gì mà mình không có, cái đó là mình không chịu được, cái đó là tham rồi, vi tế rồi quý vị. Còn ganh tức là không phải ganh tiền, tức là rồi bắt đầu là tự nhiên mình đi đâu mà đi ngoài đường mà đang đi với ông chồng đang lái xe, tự nhiên ông mình đang nói chuyện ông, tự nhiên đầu ông quay chỗ khác rồi. Có vị nhìn thấy ánh mắt này sao? Khó đồ kéo ông lại nhìn gì nhìn dữ vậy, ví dụ là cái đó là thô. Hoặc là mỗi lần quý vị make up đẻ xong rồi đi làm chùa rồi không ai khen mình hết, mình chờ có tháng chờ hôm nay sao chị đẹp quá, không ai nói gì hết, bực mình rồi, khó chịu rồi, hôm nay đi chùa xui quá. Chưa làm nhớ rồi đã thấy xui rồi. Tại sao cái tâm ngang tị đó nó khởi lên rồi? Cái tâm ngang tị là gì? Không muốn kẻ khác hơn mình và luôn luôn muốn người khác phải chấp nhận làm em hơn người khác. Ngang tị là vậy, tâm nó như vậy. Ở đây mình nói tâm thôi nha, cái vi tế chứ không có nói cái hành động bên ngoài, cái thô quá. Không để cho nó xâm chiếm tâm mình thế là sao? Mỗi khi tâm khởi lên cái là phải thấy ngay lập tức. Người tu là như vậy đó. Tu là vậy quý vị, tu là sửa ngay từ một cái ý niệm khởi lên như vậy, thấy nó, diệt trừ nó, cái đó là tu. Tu là sửa. Còn ở đây thời nay chúng ta tu cái gì? Chúng ta tu tu hú à? Không, cái đó too much. Không, quý vị có tu đàng hoàng. Thời nay quý vị tu tụng và tu niệm. Quý vị thường tới chùa để tụng kinh không? Có vị thường thấy chùa để niệm Phật không? Đó. Nhưng mà tu sửa ba cái tham, không phải tham sân si mà tham sân ganh, có vị có sửa không? Không. Chưa hả? Thế còn chưa, có thể chưa tu. Từ từ. Chắc Tết Công Cô sẽ sửa. Bây giờ. Có vị nhớ dùng chữ tu đó là tu tức là sửa, tu là tinh thần. Tu là sửa. Sửa ngay thì trong cái đó thấy mình tham. Tức là vô nhà hàng ai mời mình ăn á, khi mà ai mà mời mình đó là mình vô nhà hàng mình kêu xả láng ăn ngon, ngon cắt bụng ra. Mà đến khi nào mà mình đến phim mình ba người ta đó
Thì mình nói như thế, hôm nay thứ ba mời quý vị ăn mỗi người tô phở thôi nha. Phải không? Mà cái đó là gì nói? Thấy là rõ ngay trong cái cuộc sống hàng ngày là mình không thấy cái tham không không? Không thấy những cái chuyện nhỏ như vậy, không thấy. Giờ kế tiếp, con sẽ sống với đời phạm hạnh thanh tịnh, từ bỏ tội lỗi và dục vọng thấp hèn. Con sẽ sống như Phật sống. Sống như Phật sống tức là sống như là phong cách của Đức Phật, chứ không phải sống như Phật sống như là Đại Lama là Phật sống. Sống như Phật sống của Buddha đó nè, là hoan hỷ trong giới hạnh vô biên, tức là giữ giới mà với niềm hoan hỷ. Tại vì nhiều khi mình giữ giới mà mình đau lòng lắm. Hôm nào mà đến ngày mình giữ giới ăn chay đó, đến ngày chay ngày rằm đó, đúng ngày rằm mình giữ là mình quyền ăn chay, đến ngày rằm bà con cô bác mời mình ăn restaurant dân tiệc, trời hôm đó mình dân tiệc thì ta đâu có làm đồ chay đâu, vào ăn chay ta để trời để toàn đồ khác không mà toàn là như là đồ gì đó, seafood, cá thịt gì, heo quay đầy đủ hết mà mình không ăn được. Ngày hôm đó hôm nay tôi giữ giới, hôm nay tôi ăn chay, mình nói hôm nay tôi ăn chay mà mặt nó méo sạch xuống vậy. Thì đó là giữ giới một cách đau lòng. Con không ham cầu chứng Bồ Đề nhanh chóng, mà nguyện ở lại sinh tử đến cùng, dù chỉ vì độ một chúng sinh duy nhất. Đó. Đây là một cái hạnh của Bồ Tát. Đơn giản, các Bồ Tát quý vị thấy đều là cái hạnh này hết. Các Bồ Tát không, nó có một cái nó gọi là contradiction, một cái sự mà trái ngược. Mình cầu thành Phật để cứu độ chúng sinh, nhưng trên con đường đến thành Phật, đây đến thành Phật, đấy, thì mình cầu thành Phật nhưng mà trên đường đó, đấy, thì mình cầu thành Phật nhưng mà trên đường đó, là nếu mà ai mà chưa giải thoát đó, thì mình không chịu thành Phật, mình rời lại. Cái này á, nó trái ngược giống như là thường thường nói, tôi lấy cái ví dụ như là thời nay đó, thời xưa đó là khi đi ra trận đó, quý vị biết thời xưa đi ra trận, thời mà xa xưa mà hay còn đánh kiếm không đó, trong phim tàu á, thì khi đi ra trận đó là cái người nào đi trước? Tướng đi trước không? Không, thì hai tướng ra trước, quý vị đọc chuyện Tam Quốc Chí đó, hay là cái chuyện thời xưa đó, là các tướng phải đi ra trước, cho nên tướng võ phải võ rất là giỏi đi ra, chỉ có ông tướng đánh chém đầu hay là đâm được cái tên tướng kia rớt xuống là bên kia náo loạn hết, là bên này nó ùa sang làm thắng. Còn thời nay tướng làm gì? Tướng hồn sao? Ngồi ở nhà sai lính binh gì đi trước cho nó chết trước chết, phải không? Yeah. Thời xưa làm như vậy. Thì cái hạt mà đi trước nó làm hết đó nó. Yeah, mình làm trước đó. Nhưng mà cái đó không phải Bồ Tát. Cái đó, đó là thanh văn, tức là tôi phải tu giác ngộ trước, giải thoát trước đã, rồi sau đó tính sao. Tôi đắc đạo xong rồi, nếu mà còn như thị giờ đó thì tôi sẽ cứu độ quý vị. Còn nếu mà hết giờ rồi thì nhập với bạn luôn. Còn Bồ Tát đó, thì cái hình ảnh trong kinh thường dùng đó là gọi là shepherd, tức là cái người chăn cừu. Thì người chăn cừu đó, thì khi dẫn đàn cừu thì người ta đi trước để đi tìm cái nơi cỏ cho cỏ tốt cho cừu ăn. Nhưng mà đến khi ra về đó, thì cừu đi trước, đi về chuồng trước. Cái người chăn cừu đó là kẻ đi sau cừu để tìm có còn con cừu nào hắn còn đi lạc đem về, ta đi sau cừu, sau cừu căng cho hết. Thì Bồ Tát là như vậy. Mặc dù mình cầu thành Phật để cứu độ chúng sinh, nhưng mà trên đường đi thì chúng sinh nào chưa giác ngộ giải thoát thì tôi vẫn ở lại Ta Bà trong sinh tử này để mà cứu độ cho người đó.
Cho nên quý vị biết Địa Tạng Vương Bồ Tát không? Ngài ở đâu? Ngài ở địa ngục. Quý vị thích xuống địa ngục phải không? Có ai xuống thích xuống không? Nhưng mà Ngài đi đó, Ngài thề là địa ngục vì không thể có tất thành Phật. Tức là dưới địa ngục ngày nào mà chưa có trống thì tôi không thành Phật. Cho nên quý vị yên trí, xuống địa ngục đừng có sợ, có Ngài nữa. Lỡ mà nó lọt xuống cái đó thì nó kêu Ngài. Còn Bồ Tát Quan Thế Âm nói gì? Ngày nào ở trong cõi Ta Bà này còn có người than khổ, khổ quá, khổ quá, xin cứu khổ cho con, thì ngày đó Quan Thế Âm Bồ Tát chưa chịu thành Phật. Nhưng quý vị cẩn thận nha, các ngài vẫn tiếp tục, các ngài đó là cỡ gì biết không? Đại Bồ Tát rồi, cho các ngài du hí thần thông. Các ngài ở dưới địa ngục mà không có bị nóng, có mấy lạnh ở dưới. Còn mình ở dưới địa ngục đó, mình nằm trên cái chảo, nó xào qua xào lại là nó băng ra. Còn ngài dưới địa ngục đó, ngài ở cái cung điện riêng. Quý vị vô tù đó, có hai loại vô tù. Quý vị vào tù đó, tại vì quý vị break in nhà người ta đi ăn cắp đồ, ăn cắp nhà băng, ăn cắp tiệm vàng phải không? Vô tù thì quý vị vào tù chỗ đó quý vị có sướng không? Nhưng mà có hạn, quý vị vào tù đó thì bị nó nhốt tù, nó hành hạ, nó làm đủ thứ. Còn các người cũng đi vào tù để thăm người thân, không? Những người đi vào thăm người thân hay là vào để mang đồ giúp cho, ở đây hồi xưa có ai đi mang đồ giúp cho trại cải tạo? Nên quý vị vào quý vị đâu có bị hành hạ, đúng không? Thì Bồ Tát ra vào Ta Bà hoặc là ra vào địa ngục với một cái tư cách của Bồ Tát. Bồ Tát đi xuống là quỷ sứ dưới thần là nó tránh ra xa liền, nó đảnh lễ, nó chào. Còn mình xuống là nó còng ở đây hả? Móc và dắt đi. Nó khác nhau hả? Trên Bồ Tát, nguyện Bồ Tát là ở đây có nhiều người Bồ Tát mà một lần nữa là Bồ Tát nhỏ xíu mà. Thường thường quý vị cũng vậy, đa số quý vị không có để ý khi quý vị có con đó. Thường thường đa số quý vị có con đó, đứa con nào đó mà nó học thành tài xong nó đi á, quý vị yên trí, quý vị luôn luôn trước khi chết, trời ơi tôi chết chưa được, tại vì thằng út, con út nó chưa có gia đình. Có ai giống vậy không? Rồi, con mình nó chưa xong, nhắm mắt ra đi chết không có siêu, tại vì lại làm lo cho nó. Nhưng một lần nữa quý vị lo cho nó là lo với tâm ích kỷ. Bồ Tát lo cho chúng sinh đường tựa như vậy, nhưng không có cái tâm ái luyến ở trong đó. Ngài nói con sẽ làm sạch vô lượng vô biên cõi nước trong vũ trụ, tức là trong pháp giới, và ở lại khắp mười phương để chi? Để đến với ai gọi tên con. Tức là Bồ Tát, đây là ngày dạy chúng ta hành hạnh Bồ Tát đó, là không có mong cầu thành Phật ngay lập tức tu, nhưng mà khi nào sắp sửa như là một chút xíu nữa thành Phật đã đứng lại, ngưng lại, đổ hết lại rồi thành Phật. Làm sạch vô lượng vô biên cõi nước trong vũ trụ, tức là làm cho tất cả các cung độ được thanh tịnh khắp mười phương để đến với ai gọi tên con. Bất cứ ai gọi tên tên mình á, quý vị tên là gì, dù A dù B gì đó, khổ quá khổ quá, dù A dù B tới đây cứu là mình hiện tay cứu liền. Nhưng bây giờ mình đâu tới cứu được, giờ người ta chỉ kêu mình bằng cell phone thôi, kêu mình cell phone hay bao giờ khuyên nó, trời ơi dù A ơi tôi đi ngoài đường lỡ rượu bị xe đụng rồi, trời lái ẩu quá cho xe đụng cho cảnh sát nó bắt vô bóp cho rồi. Thì sao bất cứ ai gọi tên mình đều tới hết. Cho nên Bồ Tát cỡ này là cỡ cao đó quý vị. Mà ở đây thì mình làm gì, đây có những vị hành hạnh Bồ Tát đó. Bất cứ chùa nào kêu mình cũng tới hết, tới giúp. Chùa này phải chùa tôi nha, thôi chùa này cho Phật tử chùa đó lo, tôi lo chùa to thôi. Cho nên quý vị thấy các vị Bồ Tát
có cái tên của các ngài. Tên của các ngài nó rất là powerful, nó mạnh lắm. Tại vì sao? Tại mỗi tên của các ngài đó đã chuyên trở cái lời nguyện của các ngài trải qua A Tăng kỳ kiếp rồi. Cho nên quý vị niệm Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm hay là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Bồ Tát, là Bồ Tát Quan Thế Âm mà bất cứ phương trời nào, mười phương góc biển, ngài tới cứu độ ngài lập tức. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, các ngài tới ngài lập tức. Nhưng mà mình đâu thấy, vì đâu thấy, đâu thấy là đương nhiên rồi, mình mắt trần sao thấy được. Nhục nhãn chỉ thấy những cái gì nó thô thôi quý vị. Nhục nhãn chỉ nhìn thấy những gì nó từ infrared tới lại ultraviolet thôi, tức là hồng ngoại tuyến cực tím thôi. Ngoài cái range đó mình không thấy được, ngoài cái range bảy màu mình không thấy được. Nhưng mấy con mèo, mấy con cú, mấy con thú vật đó, nó nhìn xa hơn được, nó nhìn được cái range đó, nhìn qua được cái tầng khác. Cho nên khi quý vị đang ngồi đây là ngồi với con mèo đó, bất thình lình quý vị thấy con mèo nó ngẩng đầu lên nó nhìn đó, nhìn tới nhìn lui là quý vị biết là gì rồi, nó thấy gì? Thấy chuột. Người nó thấy chuột, người nó thấy ma. Nếu thấy chuột ở nhà nào đó có bộ phải kêu người thấy xịt đó, nguy hiểm quá. Ở đây thấy chuột thì nguy hiểm. Mèo nó nhìn thấy được những cái bóng khác, mắt mình không nhìn thấy. Nhưng mà quý vị đừng nhìn lấy ma, đúng có nhiều cái hình khác hay ma, đừng có gọi là assume là ma. Người mới nghĩ assume là ma không phải là sợ. Rồi kế tiếp là đã làm sạch hoàn toàn thân nghiệp và ngữ nghiệp, thân khẩu đó. Con sẽ làm sạch luôn ý nghiệp và không bao giờ làm điều bất thiện. Tức là phải tu sửa ba nghiệp thân khẩu ý của mình. Hồi nãy đó là ngài nói là sống đời Phật hạnh thanh tịnh, từ bỏ tội lỗi và dục vọng. Thì đó tức là tôi tóm tắt lại câu là chữ ác mặt tác, tức là không có làm điều ác. Và bây giờ đó là giữ ba nghiệp thanh tịnh, tức là sạch ba nghiệp. Cốt yếu sự thanh tịnh thân lời ý là giữ giới với tâm cầu tiến. Vì nhờ thực hành ba loại giới mà thấy chúng có giá trị lớn. Ba loại giới là gì? Ba loại giới ở đây tức là nói cái khác, quý vị có nghe chữ tam tụ tịnh giới không? Tức là ba cái nhóm giới. Cái giới thì nó có nhiều loại giới lắm, giới Bồ Tát, giới Thanh Văn, giới Đại Thừa, Tiểu Thừa, nhưng mà đây là lại nói kiểu khác. Thì giới nó chỉ chia lại ba loại giới. Tam tụ tịnh giới thì ở đây tôi không có xài chữ, có xài cả hai chữ cho quý vị. Tam tụ tịnh giới thì là ba nhóm giới. Cái đầu tiên nó gọi là nhiếp luật nghi giới, tức là dịch đơn giản tức là giữ giới đã thọ. Tức là mình đã giữ giới nào mà mình đã thọ rồi đó thì giữ giới đó, tức là giới biệt đó. Tức là quý vị giữ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, giữ những cái giới đó. Những cái giới đó là nó giữ cho mình đừng có làm điều ác, đừng làm tội lỗi. Đó là giữ những cái giới luật mình đã thọ. Tức là cái đó nó đi vào cái khuynh hướng là mạt tác, chư ác mạt tác, giữ cho mình đừng có làm điều ác. Và cái giới thứ hai đó là nhiếp thiện pháp giới. Tức là nói cách khác là giới này dạy chúng ta làm lành, tất cả điều lành chúng ta đều làm hết. Cho nên có nhiều người đó nói là tôi không cần phải tu, tôi đâu làm ác đâu tu. Thì những người đó chỉ giữ cái gì? Giữ có một thứ là không làm ác. Nhưng mà họ có làm lành không? Không làm lành. Tôi không ăn cắp ăn trộm của ai hết. Nhưng mà có bố thí không? Không. Cho nên người đó chỉ giữ giới không làm ác thôi. Nhưng ở trong thế giới này không làm ác là đủ rồi, không vô tù. Nhưng mà thế giới này mà không làm ác, nhưng mà không tập thiện thì thế giới này nó sẽ không có tăng trưởng, tăng tiến hơn được. Đó. Cho nên phải đi sang một bậc nữa là làm lành, không làm điều ác mà làm các điều lành, tức là bố thí. Thì ở đây quý vị thấy những người ở Mỹ ở đây là
điển hình nhất là mình nhắc đến tên Bill Gates đi. Đó là ông đâu đen chắc bạn chọc ai phải không? Mà ông có bố thí không? Đó, có bố thí. Bố thí rất là nhiều. Đó. Còn ở Việt Nam thì sao? Thế Việt Nam làm sao? Lo làm giàu, làm giàu theo kiểu ác, là kiểu ác, bất nhân, đi bóc lột người ta, chèn ép người ta, lợi dụng người ta, làm đủ thứ hết, thì cũng làm giàu. Thì cái đó là giàu mà xong sự ác, cái đó là ác. Còn ở đây người Mỹ họ không làm ác, nhưng mà đa số vì thấy người Mỹ họ không làm ác, nhưng mà muốn làm lành đó thì ít hơn, nhưng mà cái số làm lành cũng khá nhiều so với những cái nước khác. Cho nên tu hành ít nhất là quý vị phải giữ, đừng làm ác. Nhưng mà cái đó là cái minimum requirement. Tu hành phải lên một bậc nữa, không ăn cắp ăn trộm, nhưng mà phải biết bố thí làm cho cuộc đời nó được trở nên đẹp đẽ hơn. Tức là mình giàu nhưng mà cái nhà hàng xóm hay anh em mình nghèo, kể cho nó nghèo đáng đời. Thì cái đó là mình không làm ác, nhưng mà mình không có tiến hóa được. Kiếp tới mình không có giúp những người đó thì mình sẽ, cái luật nhân quả nó sẽ khiến cho mình trở vào cái hoàn cảnh đó để chi? Để nếm mùi nghèo khổ không ai giúp đỡ. Rồi những người đó mới hiểu được cái luật nhân quả đó, để mà đến khi ngày nào thoát ra được rồi thì mai mốt tôi nguyện và tôi giàu sang, tôi sẽ giúp đỡ những người nghèo này. Quý vị biết trong đạo Phật cái luật nhân quả rất là quan trọng. Luật nhân quả nó là gì quý vị? Nó chỉ là một cái big lesson, là một cái bài học rất là hay, kinh khủng trong thế giới tà bàn này. Nó dạy cho chúng ta cái gì? Bài học. Bài học gì? Hãy nghĩ đến kẻ khác. Có thể thôi. Cái bài học lớn nhất trong cuộc đời của quý vị đó, cho chúng ta, quý vị xin lỗi, nó tôi trong đó luôn, cho tất cả con người tái sinh vào cõi này, trong cái trường đời này đó, cái life school này đó, có một điều thôi: mở lòng thương người và biết nghĩ tới người khác. Tại vì mình làm cái gì cho người khác, cái đó nó sẽ trở lại với mình, nó sẽ trở lại với mình. Để chi? Để mình hiểu cái đó. Mình ích kỷ keo kiệt, không giúp đỡ ai hết, chỉ trong cái luật nhân quả mình trở lại trường đời này. Tên này nó chưa học được cái bài học thương người, giúp người thì sao? Muốn dạy cho cái người đó biết cái đó thì sao? Nhân quả nó sẽ cho chúng ta sống trong cái cảnh khổ, nghèo đói, thiếu ăn, thiếu mặc, đi van xin từng đồng. Đến khi mình học được cái bài học đó rồi đó thì sao? Pass. Những đời khác mình không còn nghèo khổ nữa, tại cái bài hôm qua rồi. You will get, chỉ càng ngày từ nay cho tới kiếp về sau là ông cứ càng ngày càng giàu thôi. Giàu hơn, những kiếp sau đó, ông sẽ còn giàu hơn kiếp này đến mấy chục ngàn lần nữa. Nó cứ như vậy thôi. Ông không thể nào trở lại cái nghèo được. Cho nên mình nghèo, tại sao? Tại mình không biết bố thí, cúng dường, giúp đỡ kẻ khác. Thì đa số chúng ta làm gì? Đi mua vé số, đi mua lô tô, đi ai nói gì? Đi đục tường hả? Đi đục tường. À, casino, trời ơi, ai gì là Phật? Casino, ok. Đúng rồi. Đi casino. Vậy thì casino thì càng tốt nữa. Thì kiếp sau quý vị càng bị những cái, như là trước hết là kiếp này là quý vị đã sạc nghiệp rồi, cơ bạc là bác một mình. Rồi sau đó quý vị cũng sạc nghiệp đời này, mà đời khác càng sạc nghiệp hoài đều. Quý vị muốn giàu sang, cái nhân để khiến cho giàu sang là gì? Mình không hiểu những nhân quả, tại sao ta giàu sang như vậy? Tại vì đời trước có bố thí cũng dường. Thế mà mình muốn giàu sang thì mình làm cái nhân thôi, không phải. Quý vị muốn ăn cam, quý vị chịu trọng cái nhân. Rồi, bây giờ đó là thực hành ba loại giới. Thì nhờ thực hành là cái loại giới thứ ba là gì? Nói giới thứ ba là gì? Trong tiếng Hán nó xài cái chữ là nhiêu ích hữu tình giới. Tức là nói đơn giản kiểu tiếng Việt đó, là luôn luôn tìm cách giúp đỡ tha nhân.
ở đây mình làm lành, nhưng mà occasionally khi nào có dịp thì làm lành, lâu lâu người ta gặp ai cần thì mình làm lành. Có cái kia đó là luôn luôn tìm cách làm lành. Để làm gì? Để làm cho đẹp cuộc đời. Mình tới cuộc đời này để chi? Không phải để ăn xài của cuộc đời. Mình tới cuộc đời này để làm lợi ích cho chúng sinh, làm đẹp cho cuộc đời, lift up cuộc đời lên. Bây giờ thế giới này nó đang đi vào cái giai đoạn sắp sửa biến chuyển. Quý vị biết là ngay cái 2012 2012 mình không có chết hết đâu quý vị. Wait and see. Nhưng mà quý vị thấy càng ngày cái thời gian nó càng đi nhanh không? Nhanh lắm. Bây giờ mới mở mắt đấy, từ sáng tới tối quý vị thấy từ tối rồi. Cái thời gian nó càng ngày nó càng nhanh. Cái trái đất này càng ngày đó, cái vibration của nó là cái sự mà rung của nó càng ngày nó càng nhanh, càng nhanh mà mình không ai biết. Đó. Giống như quý vị đi trên phi trường á, quý vị biết nó có cái khi quý vị đổi từ terminal này sang terminal khác, nó có cái gì? Cái đường đi mà quý vị đi đó, nó đi nhanh đó. Quý vị cũng đi cái speed đó thôi, nhưng mà cái người đi cái bên đó, đi ở ngoài đó, đi chậm hơn quý vị. Tại vì sao? Quý vị đi trên cái mạng lăn đó, nó đi nhanh hơn. Quý vị cũng bước 3 bước thôi mà tới rồi, còn người kia cũng bước 3 bước mà hãy đứng sau đó. Thì bây giờ đó, cái gọi là cái axis, cái trục chung của trong cái trái đất này, nó càng ngày nó đang accelerate, nó đang đi nhanh hơn đó. Thì những người nào tu hành đó thì phải lift up cái vibration của mình lên, tức là cái sự rung chung quanh của mình lên. Phải sống cuộc đời càng thanh tịnh. Cái người mà càng thanh tịnh, càng pure thì 2012 sẽ gặp lại quý vị 2013. Còn người nào mà trì trệ đó, nó là ăn thịt ăn cá nhiều, nó nặng lắm, thì không có sure là sẽ gặp lại 2013. Trong 2012 nó làm 2012 làm hay đúng, California sụp nhanh lắm, sụp cái rộng xuống lên thôi, instantly thôi, chứ không phải là sụp nhẹ nhẹ như động đất mấy lần quý vị thấy ở đây. Rồi, tôi tới câu thứ 33 rồi, không có câu một bài kể nào hết, đành đúng. Câu kể thứ 33 là do vậy khi nỗ lực tu các giới, bao hàm giới Bồ Tát trong sạch, thì hành giả sẽ viên mãn hành trang để đạt toàn giác. Tức là nói cách khác là khi trong quá trình tu tập đó, là phải, quý vị thấy nãy giờ các ngày không có dạy tu gì nhiều hết, chỉ dạy mình giữ gì, đừng có làm việc khác, làm lành, lo nghĩ cứu độ chúng sinh, làm hết tất cả cái đó rồi đó, và phải giữ giới nữa thì mới thành tựu được các công đức. Muốn công đức, quý vị muốn thành Phật phải cần gì? Phải cần công đức. Người tu cần công đức giống như chúng ta cần cái gì? Cần tiền. Quý vị sống ở đời này quý vị cần gì? Cần tiền không? Cần tiền, và thật ra quý vị, đó là nói đơn giản thôi, chứ thật ra mình không phải cần tiền, mình cần cái khác. Nhưng mà tiền đó là phương tiện trao đổi để cho mình được cái khác. Mình không ý thức được cái đó, mình chỉ có focus cái tiền thôi mà mình quên mất. Có một cái, quý vị sống như cuộc đời này, quý vị cần một cái. Quý vị cần gì? Cần gì? Sức khỏe. Sức khỏe rồi, ok, sức khỏe cần gì nữa? Trí tuệ. Trí tuệ, chẳng, ai nói trí tuệ thì vui quá. Thôi, quý vị đi sai quá rồi. Mà nãy giờ nói quý vị cần tiền, quý vị đồng ý không? Đúng là ai cần tiền đấy. Tại sao quý vị biết không? Tại vì quý vị nghĩ rằng có tiền mua. Nó có tiền mua cái gì cũng được. Chứ là... đây là đúng là có tiền mua tiền cũng được, chẳng có tiền thì mình đi cruise, đi nhà hàng, đi ăn, đi xin thê, đi chơi, travel, đi du lịch, đi Việt Nam, đi... Tại... Đó, quý vị đi cái những kia để làm cái gì? Nói chung là quý vị quên mất một cái điều quan trọng trong cuộc đời này, là quý vị đi tìm hạnh phúc, đúng không? Quý vị quên mất cái chính mà quý vị bị bám vào cái phụ, cái phương tiện,
Mình là quý vị muốn đi làm có nhiều tiền để chi? Để lo cho vợ, cho con, cho mọi người. Để chi? Tại vì thương những người đó và muốn người đó đi thương mình. Đó, mình đi làm đầu tắt mặt tối mà vợ cũng chả thèm nhìn, con cũng chả thèm nhìn. Quý vị thấy vui không? Đó. Tại vì quý vị nghĩ lầm rồi. Quý vị nghĩ là đem tiền về tất cả thế giới này ai nấy đều có mislead, tức là nghĩ sai lầm, nghĩ hạnh phúc là tiền nhiều. Không phải vậy. Cái quan trọng của việc là đi tìm hạnh phúc. Mà hạnh phúc cái đi sâu hơn quý vị để ý gì? Hạnh phúc quý vị muốn gì? Quý vị muốn được người khác thương mình không? Có vậy không? Có vậy thôi. Quý vị không nhìn cái chính mà mình đi nhìn cái phụ. Mà nhìn sai lầm cho nên cong lưng đầu tắt mặt tối đi kiếm tiền cho thiệt nhiều để cuối cùng vợ bỏ con đi hoang. Vui quá. Sao tôi giàu vậy mà sao vợ bỏ con đi hoang? Hút thuốc gì kè? Thông minh không? Đó. Đa số người Việt bị mắc kẹt chỗ đó, dính mắc vào tiền bạc rất là nhiều. Có tiền mà không dám đi hưởng, không dám đi bố thí, cũng dường không dám làm phước mà không cần làm nữa, không biết đi enjoy nữa, không biết đi chơi đi đây đó, đi du lịch, chỉ loanh quanh những cái sự trói buộc của mình thôi. Người Mỹ họ có tiền, họ biết đi enjoy, biết đi chơi, biết du lịch đi đây đó, đi mở mắt ra. Còn mình chỉ có con tiền xong nhét vào băng, nhà băng đầy quá này sợ nó biết là nhét gì, nhét đi gặp được rồi nhét đâu đó, nhét tại nhà thì được. Rồi cuối cùng sao ở nhà con cái nó tranh giành nhau. Nên chúng ta trong cuộc đời này quý vị nhớ, lâu lâu muốn là đau khổ nhớ lại mình muốn cái gì trong cuộc đời này, đừng có quá focus vào cái đồng tiền. Rồi bây giờ câu chót, kể chót là tất cả chư Phật đã dạy căn bản hành trang ấy là phước và trí. Muốn thành tựu hai thứ ấy cốt yếu phải thành tựu các thần thông. Chà, bắt đầu ngày đi sang cái khác rồi nha. Tới đây là sang cái này là xong thường thường. Thì Đức Phật sau khi thành tựu tất cả công đức, là tôi nói người tu cần công đức, nhưng mà công đức nó chỉ là cái hành trang thôi quý vị. Nó hành trang cái cần thôi. Giống như quý vị muốn về Việt Nam, quý vị phải cần tiền. Tiền, đúng rồi. Quý vị bơi đây về Việt Nam nó được không? Không được cần tiền. Thì phải lo kiếm tiền. Kiếm tiền ra xong làm gì? Đa số chúng ta làm gì? Cắt giữ cái quên đi về Việt Nam thì lục phần. Sợ về Việt Nam xài hết tiền, không đi. Thì sau khi mình phải cần cái hành trang đó, trong đạo gọi là cái tư lương, cái luggage, phải đầy đủ những cái đó rồi lúc đó mới đi tiếp. Thì chúng ta phải cần công đức. Kế tiếp này phải nói chúng ta cần gì nữa? Thần thông. Thì muốn thành tựu hai cái thứ phước và trí, tức là nó cái khác là phước và huệ đó. Phước là quý vị đã làm phước rồi. Làm phước tương đối dễ hơn là trí huệ. Muốn có trí huệ khó hơn làm phước. Quý vị có biết không? Quý vị có tiền, quý vị rất là dễ làm phước. Nhưng mà quý vị có tiền, quý vị muốn thông minh được không? Làm gì? Phải đi học. Nhưng mà Việt Nam không cần đi học, mua bằng. Nhưng mua bằng xong đó thì có khôn hơn không? Dạ. Dạ, các anh cũng thấy. Nên muốn có trí huệ khó lắm, phải học. Thì ngày hôm sau, ngày mai chúng ta sẽ sang cái phần càng ngày càng khó. Ngài sẽ nói về tu thiền và Ngài sẽ nói về tánh không. Tánh không là cái sunyata, là cái lý thuyết quan trọng nhất của Phật giáo và nhất là của Phật giáo Tây Tạng. Rồi sau nữa Ngài sẽ nói một chút về Phật tông. Hôm nay quý vị được thưởng thức bài ca Chú Đại Bi cho nên không có thời giờ cho quý vị hỏi. Ngày mai tại vì hết giờ rồi, quý vị ai có gì hỏi không? Cảm ơn. Dạ rồi. Dạ thì ngày mai sẽ giảng tiếp. Nhờ chúng ta mời quý vị hồi hướng. Quý vị ngồi được rồi. Nguyện đại.